căn nhà sàn này được đội thợ bên em thi công vào tháng 9. Mùng 8 tháng 9 âm lịch nhé. Và đến hôm nay mùng 1 tháng 10 đã bàn giao lại cho gia đình. Thì rất cảm ơn gia đình Tứ Tím, Tự Tả đã tin tưởng. Hai ông bà giao hết công việc lại cho đội thợ bên em và ông bà vẫn lại tiếp tục đi công việc chăn nuôi ở dưới Hưng Yên. Đây bộ khung của mái căn nhà sàn. Em quay để các bác tham khảo. Bác nào muốn làm nhà sàn thì cứ liên hệ bên em, công việc thì cứ làm. Còn phần khung, phần thô thì để bên em lo. Đây này, ông bà giao lại cho em hết. Rồi ông bà từ cái lúc đào móng xong, sau cái ngày đào móng ấy thì ông bà đi làm suốt đến bây giờ vẫn chưa về lần nào. Mẫu hoa văn của nhà sàn một kiểu mẫu truyền đơn gồm 20 cây cột. Trước gia đình có làm bếp trước ra đây rồi nhưng mà em vẫn đợi để chờ sắt ra đây để gia đình mấy hôm thiết kế lại thang. Lúc nào ông chủ nhà về ông sẽ thiết kế sau. Ông bảo lúc nào về ông mới tính. Đây, có 20 cây cột, có 3 phòng đằng sau. Hôm nay là chính thức bàn giao bộ khung.